Hoa Kỳ có số lượng chủ sở hữu tiền điện tử cao nhất nhưng Việt Nam đứng đầu về tỷ lệ sở hữu. Tron và blockchain BOS tiết kiệm 99,9% so với Bitcoin và Ethereum. Justin Sun tuyên bố stablecoin theo thuật toán USDD an toàn hơn, bảo mật hơn UST của Terra. Baby Shark xâm chiếm Web3 với bộ NFT mới. Jack Dorsey và Vitalik Buterin khẩu chiến về tiền mã hóa. FTX có thể mua lại BlockFi chỉ với 15 triệu USD. Uniswap đàm phán với 7 nền tảng lending NFT với tham vọng nâng cấp toàn diện lĩnh vực. Thúy Quỳnh xin chào mừng quý vị đến với chương trình MetaGas News, nơi cung cấp những thông tin thời sự nóng hổi xu hướng thị trường trong lĩnh vực blockchain hàng ngày. Và ngay sau đây xin mời quý vị đến với bản tin của ngày hôm nay. Ước tính từ công ty giải pháp kinh doanh tiền điện tử AAA cho thấy Hoa Kỳ dẫn đầu về quyền sở hữu tiền điện tử với 46 triệu chủ sở hữu, gần gấp đôi so với quốc gia xếp thứ hai là Ấn Độ. Tuy nhiên, về tỷ lệ sở hữu tiền điện tử, Mỹ đứng thứ ba với 13,7%. Và trong khi đó, Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng cho số liệu này với 20,3% sở hữu tiền điện tử. Tài khoản Twitter Documenting BTC đã lập bảng xếp hạng 7 quốc gia hàng đầu và bao gồm bản đồ về quyền sở hữu tiền điện tử được nâng lên từ dữ liệu của AAA. Bản đồ cho thấy châu Á là châu lục có tỷ lệ sở hữu cao nhất với 130 triệu người, cuối cùng là châu Đại Dương với chỉ 1 triệu chủ sở hữu ở khu vực đó. Trong báo cáo từ CCRI, Viện Nghiên cứu về mức tiêu tốn năng lượng và phát thải carbon từ blockchain Tron, CCRI so sánh mức tiêu thụ năng lượng giữa blockchain Proof of Work và 7 blockchain Proof of Stake với mức tiêu thụ trung bình của một hộ gia đình Mỹ tính đến tháng 7 năm 2022. Trong đó, mức tiêu thụ trung bình của một hộ gia đình Mỹ là 10.600 kWh. Bitcoin BTC tiêu tốn 83,87 tỷ kWh hoặc 83,87 TWh. Tương đương với mức tiêu thụ của 7,9 triệu hộ gia đình. Ethereum Proof of Work tiêu tốn 22,37 tỷ kWh hoặc 22,37 TWh, tương đương mức tiêu thụ điện của 2,1 triệu hộ gia đình. Các chuỗi BOS có mức tiêu thụ điện thấp hơn đáng kể, với blockchain Tron chỉ bằng 15,4 hộ gia đình Mỹ, tương đương với 162.867 kWh. Đồng nghĩa với việc mức tiêu thụ điện của Tron chỉ bằng 2 phần 100.000 lần so với Bitcoin và bằng 7 phần 100.000 lần so với Ethereum. Về mức phát thải carbon, Tron đã phát thải 69,47 tấn CO2 trên một năm. Để dễ hình dung, lượng carbon do mạng Tron sản xuất chỉ bằng 11 chuyến khứ hồi từ Munich đến San Francisco. Mặc dù Tron không phải là mạng tiết kiệm điện nhất hoặc ít phát thải carbon nhất, nhưng với 2,31 tỷ giao dịch được xử lý mỗi năm, chuỗi khối này được đánh giá có tốc độ xử lý giao dịch nhanh chóng nhưng mức phí lại thấp. Vào ngày 9 tháng 5, USD đã mất tỷ giá đồng đô la, gây ra sự sụp đổ trong tài sản cố định của nó, Terra Luna. Điều này đã gây ra sự tàn phá trong ngành công nghiệp tiền điện tử rộng lớn hơn, bao gồm cả dòng vốn ồ ạt chảy ra trên diện rộng và một loạt vụ phá sản sau đó của CeFi. Tuy có một số điểm tương đồng giữa USDD và UST, theo một cuộc phỏng vấn gần đây do CoinGecko thực hiện, Sun đã giải thích về sự khác biệt giữa USDD và UST bằng cách nói rằng UST hoàn toàn phụ thuộc vào Luna. Nói cách khác, chỉ có một yếu tố quyết định duy nhất để ổn định cơ chế chốt. Luna là mã thông báo cho blockchain, bạn có thể sử dụng Luna để đốt UST, nhưng vấn đề đối với Luna và UST là chúng chỉ có một mối tương quan. Vì vậy, tất cả giá UST là 100% dựa trên giá Luna. Thế nhưng đây không phải là trường hợp của USDD. USDD hoạt động bằng cách sử dụng một oracle giá phi tập trung để ước tính giá USDD. Các siêu đại diện XR, những người bỏ phiếu về tỷ giá hiện tại bằng đồng đô la Mỹ, là cơ sở cho cơ chế này. Tương tự như các cơ chế chốt theo thuật toán khác, nếu giá của USDD giao dịch cao hơn tỷ giá đồng đô la, người dùng có thể đổi một USDD lấy lượng TRX của giá trị tương đương một USD. Khi giá quay trở lại mức chốt, lượng TRX này có thể được bán với giá trị cao hơn và người dùng có thể bỏ túi khoản chênh lệch giá và ngược lại. Vào ngày 24 tháng 8, nhà sản xuất bài hát thiếu nhi huyền thoại Baby Shark thông báo sẽ phát hành bộ sưu tập NFT mới mang tên Baby Shark Collection Not 2. Bộ sưu tập sắp tới bao gồm 10.000 hình ảnh của Baby Shark và gia đình Baby Shark, Mommy Shark, Daddy Shark, Grandma Shark và Grandpa Shark. Chủ sở hữu NFT có thể tùy chỉnh và mint vật phẩm mới.
Ngoài ra, họ còn được phép tham gia các đợt Airwrap độc quyền và tham gia bốc thăm nhận vé tham dự sự kiện Baby Shark, đồ vật hình Baby Shark và nội dung kỹ thuật số tùy chỉnh. Không dừng lại đó, người mua có cơ hội mua những vật phẩm phiên bản giới hạn và khám phá trải nghiệm phong phú cả trực tuyến và ngoại tuyến. Cựu CEO Twitter Jack Dorsey cho rằng Ethereum có điểm thất bại, còn cha đẻ nền tảng blockchain này là Vitalik Buterin lại chỉ trích tham vọng của nhà sáng lập Twitter với Bitcoin. Buterin nhận định cách khai thác Bitcoin và Ethereum đang ngày càng khó khăn và tốn nhiều năng lượng, đòi hỏi các cỗ máy hiệu suất cao hơn. Theo ông, Ethereum đang bắt đầu vượt lên và bỏ Bitcoin lại phía sau nhờ cơ chế khai thác Proof of Stake mới gọi là The Merge để thay thế cơ chế Proof of Work. Chỉ một tháng sau đó, Doshi khởi pháo khơi mào cho cuộc tranh cãi giữa ông với Buterin. Cha đẻ của Twitter cho rằng Bitcoin mới là vua của các loại tiền số, đồng thời bác bỏ các đồng tiền khác như là Ethereum hay Dogecoin token được bạn ông là Elon Musk yêu thích. Phản ứng của Doshi thu hút nhiều sự chú ý sau đó. Một tài khoản Twitter hỏi rằng có phải ông đang ghét Ethereum, Doshi nhanh chóng phủ nhận rằng tập trung vào một thứ không phải là ghét những thứ khác. Ông quan tâm Bitcoin và bỏ qua những tiền số khác bởi yếu tố về nguyên tắc sáng lập, bảo mật và phi tập trung của nó. Trong bối cảnh nền tảng cho vay tiền điện tử sụp đổ vào đầu năm nay, tỷ phú Sam Bankman-Fried đã nhiều lần cứu trợ những công ty này. Đơn cử là thỏa thuận mua lại BlockFi với 15 triệu USD của CEO FTX. Trong một cuộc phỏng vấn với Coindesk vào cuối tháng 8, hai đại diện liên quan đến thương vụ này cho biết FTX.us được phép mua lại BlockFi chỉ với 15 triệu USD. Đây là mức tối thiểu trong thỏa thuận, con số này thấp hơn so với 25 triệu USD mà CNBC đưa tin vài tháng trước. Cùng thời điểm đó, CEO BlockFi Jack Green cũng đã lên tiếng phủ nhận. Con số 15 triệu là mức tối thiểu cho thỏa thuận mua lại BlockFi của FTX. Bên cạnh đó, FTX.us đã chấp thuận trả một số tiền bằng 25% doanh thu hoạt động hàng năm của công ty này, tối đa khoảng 100 triệu USD. Điều kiện được FTX đưa ra trong thỏa thuận mua lại BlockFi bao gồm duy trì khối lượng tài sản người dùng được quản lý và nhận được giấy phép chấp thuận từ cơ quan tại Mỹ. Cả hai yếu tố này đều phù hợp với chiến lược của FTX.us nhằm thu hút người dùng bán lẻ và mở rộng thêm các dịch vụ khác. Theo một bài đăng tải trên Twitter từ giám đốc sản phẩm MST của Uniswap, Scott Lewis, sàn giao dịch đã tham gia vào các cuộc đàm phán với 7 giao thức cho vay MST. Theo đó, ông nhấn mạnh mối quan tâm của công ty trong việc giải quyết cả vấn đề thanh khoản và sự bất cân xứng về mặt thông tin xung quanh MST. Trong khi mục tiêu của Uniswap cho các cuộc đàm phán này là sự hợp tác tiềm năng với các giao thức cho vay MST, thì dường như cộng đồng đều có ý kiến hai chiều với quyết định của nền tảng. Một số người dùng khẳng định ủng hộ Uniswap vì đây là một bước để củng cố tương lai của DeFi. Ngược lại, một số bộ phận khác đã đặt câu hỏi về động cơ đằng sau sự quan tâm của Uniswap trong việc tài chính hóa MFT. Họ cho rằng sàn chỉ đang hướng tới lỗ hổng thanh lý để tận dụng lợi nhuận tối đa từ nhà đầu tư. Trên thực tế thì Uniswap đã bắt đầu đặt tham vọng rất lớn vào mạng MFT sau khi mua lại Marketplace Genesis bên cạnh việc thành lập Uniswap Foundation. Cũng một phần gia tăng nỗ lực thúc đẩy cho lĩnh vực này. Vài tuần sau thông báo này, bản thân Scott Lewis đã tiếp tục thông báo Uniswap có kế hoạch giới thiệu MST với sự tích hợp cùng nền tảng SudoWaps cho phép thực hiện các tương tác ẩn danh xung quanh việc bán MST và tạo ra các khoản bù thanh khoản MST. Và kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình MetaGaze News ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình MetaGaze News vào lúc 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 trên hệ thống Facebook, YouTube, TikTok MetaGaze. Chúc quý vị xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bài tin tiếp theo.